Rồi các bạn thân mến, thì mình sẽ đi quay một vòng cho các bạn nha, xem và nắm được cái không khí ở thành phố Sa Đéc trước ngày diễn ra khai mạc festival hoa nha. Đây khu vực quảng trường hoa mấy trong rồi nha, hòa đường Tôn Đức Thắng. Đây phố xá đã treo lồng đèn hả các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào cái cổng A nha. Ngoài cái khu vực quảng trường ở đằng trước tượng đài Bác Hồ ra thì khu vực cổng A cũng được trang trí rất là nhiều hoa, cảnh đẹp nha các bạn. Đây, ngoài đây các bạn thấy ha, ngay cái cổng này có cái tiểu cảnh nè, tiểu cảnh này và để phục vụ khách tham quan chụp ảnh nha. Đấy, có hai cái chậu cúng bonsai là rất đẹp nha các bạn. Bonsai gồm có cúng bonsai vàng và cúng bonsai tím, rất đẹp ha. Ở khu vực phía trước cổng hoa đây các bạn có rất là nhiều cái tiểu cảnh nha. Đây, thời điểm này thì cũng khá đông khách tham quan đến đây chụp ảnh rồi nha các bạn. Mình sẽ quay một số hình ảnh đây cho các bạn xem nha. Đây nha các bạn, đây là những cái cùng theo cảnh dạng thác hoa ha. Ở đây là cái khu vực ở ngay cổng A ở phía trước giữa hoa của công viên Sa Đéc nha. Công viên Sa Đéc thì khá là rộng nha các bạn, với tổng diện tích là khoảng trên 20 hectare. Khu vực ở trước tượng đài Bác Hồ á, là cái khu vực quảng trường chỉ khoảng 7 hectare thôi, còn lại rất là rộng. Bên đây là khu vực cổng A, rồi ở bên kia cổng B, cổng C nữa. Ở cổng A các bạn thấy là có rất là nhiều ha, rất là nhiều hoa được bố trí thành những cái thác hoa để phục vụ khách tham quan chụp ảnh nha. Này cũng đang được sắp xếp trưng bày các bạn, vẫn chưa hoàn thiện nha. Riêng cái giỏ hoa kỷ lục Việt Nam á, giỏ hoa lớn nhất Việt Nam thì đã được lắp hoa vào hoàn chỉnh rồi ha. Còn những cái khu vực xung quanh thì hoa đã được tập kết về đây để chuẩn bị lắp thôi nha các bạn. Một lát nữa thì mình sẽ vào cái khu vực quảng trường để quay một số hình ảnh ban đêm cho các bạn xem nha. Cái đó thì các bạn nhớ xem đến cuối video nha. Khu vực này thì ngày mai ngày mốt nữa thì sẽ hoàn thiện cái khâu lắp đặt các cái chậu hoa vào các cái khu vực trưng bày nha các bạn. Đấy, số hình ảnh ban đầu để các bạn xem và để mà mình hình dung được là cái Sa Đéc năm nay nó sẽ đẹp như thế nào ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi ra cái khu vực đường Tôn Đức Thắng nha. Ở ngoài đó thì có rất là nhiều cái cây cảnh độc lạ đang được tập hợp lại đây. Mình sẽ gửi đến các bạn những hình ảnh đó ha, các bạn nhớ xem tiếp nha. Đây là khu vực cổng C của công viên Sa Đéc nha các bạn. Đây, khu vực này thì cũng có trang trí cái cụm tiểu cảnh nha, để khách tham quan chụp ảnh. Và mình sẽ bắt đầu đi vào cái đường Tôn Đức Thắng nha. Đây, ở đây có những cái quầy đây. Quầy này là quầy trưng bày những cái cây cảnh nè. Mình thấy à, ở đây có những cái cây, cái gốc cây rất là độc nha. Đây, những gốc cổ thụ ha.
Anh ơi, ở đây thì cái góc đó, cái góc gì mà to dữ vậy anh? Sao? Nhưng mà cái góc bự nhất đó là góc gì? Góc sao? Bự. Góc sao à? Góc này khoảng nhiêu năm mà lớn dữ vậy ta? Dạ, trăm năm. À, mình ở đâu tập hợp vô đây anh? Này, này chắc ở miền Trung. Không, em hỏi cái này nè, cái này cơ sở của mình là ở đâu vô? Miền Trung á. Miền Trung ở tỉnh nào? Khánh Hòa. À. Số lượng rất là nhiều ha. Cái này mình trưng bày bán luôn á anh. Ở đây là cái góc mắc nhất là góc nào đâu? Góc đó hả? Góc này là kêu giá nhiêu? 800 triệu hả? À. Cái góc này hoành nó khoảng nhiêu anh? Hả? Thôi chưa đó hả? 6 tấn mấy, 7 tấn hả? Riêng cái trọng lượng của nó đó hả? Đó là to vậy các bạn. Cái góc này là 800 triệu nè các bạn. Dạ. Dạ không? Đây các bạn, ở đây có các cái cây, mấy cây này dữ mà các bạn. Cái góc này nữa, cái góc. Cây này các bạn thấy cây khủng nha. Cây này được kêu giá 800 triệu nha các bạn. Đây nha các bạn. Đây rất là nhiều gốc cây ha. Gốc cây khủng ha. Hiện tại thì do anh chủ của này anh đi rồi, anh đi cơm rồi cho nên là mình chưa có hỏi thăm nhiều được mấy gốc cây này ha. Để khi nào ảnh có mặt tại đây thì mình sẽ quay một cái video live riêng để giới thiệu thông tin chi tiết đến các bạn nha. Nếu các bạn muốn xem những hình ảnh như các cái cây này thì có thể đến đây ha. Mình nhìn đường Tôn Đức Thắng nha. Đấy. Những cây này nói chung là những cây gỗ thôi nhưng mà có những hình này rất là lạ, rất là độc đời nha các bạn. Đấy. Thấy ha. Góc đằng đây cũng dữ này nha các bạn. Đây. Đường Tôn Đức Thắng này thì các bạn thấy có rất là nhiều cái lô, nhiều cái kiosk được rồi. Dựng ở đây ha, đây là cái khu vực có hơn khoảng 100 cái lô này để bố trí các loại cây cảnh ha, của rất là nhiều nhà vườn và nghệ nhân trong và ngoài tỉnh nha, của cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long và một số tỉnh ở miền Đông Nam Bộ luôn nha các bạn. Chúng ta thấy có mai vàng nha, đây đây là chuyên bài mai vàng nè các bạn, những gốc mai này ha. Ngày hôm nay thì chỉ có một số cơ sở đã chọn đến trước rồi ha, còn trong vòng ngày mai và ngày mốt thì tất cả những cái lô này sẽ được lắp đầy hết nha các bạn, với số lượng đăng ký là gần 100 cơ sở nhà vườn đăng ký để mà đem cây cảnh ra trưng bày và bán ở khu vực này luôn nha các bạn. Ở đây ngoài trưng bày người ta còn bán luôn nha. Đây các bạn thấy nha, mai những gốc rất to ha. Đây các thấy là có những cây kiểm rất là ai rất là đẹp nha. Đây là những gốc mai.
Ồ, ở đây có cây hoa giấy, hoa giấy gốc rất là khủng luôn nha, to ha. Nếu như các bạn yêu thích cây cảnh đẹp ha, cây cảnh độc lạ thì có thể đến festival này nha. Này là trưng bày ở đây là tới từ ngày 30 cho đến hết ngày 5 nữa nha các bạn, 7 ngày rồi đó. Ở trên cái đường Tôn Đức Thắng và đường Nguyễn Thái Bình ha. Đấy, có khoảng 100 cơ sở nhà vườn đăng ký nha. Đây quan thấy có các tỉnh luôn nè, này tỉnh Tiền Giang nè ha. Hội sinh vật cảnh của rất là nhiều tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long và một số tỉnh ở miền Đông Nam Bộ nữa ha. Đấy, cái này là các cái nơi người ta vừa vận chuyển cây kiển đến nè các bạn, và đang vận chuyển xuống nè ha. Đây, hôm nay thì mình quay trước cho các bạn một số hình ảnh bước đầu thôi. Còn khi mà các cái tác phẩm mà người ta đã trưng bày hoàn chỉnh rồi đó, mình sẽ quay một cái video nó hoàn chỉnh hơn để gửi đến các bạn xem ha. Hôm nay thì mình quay về để cho các bạn biết được là cái không khí chuẩn bị festival ở Sa Đéc nó tấp nập và nó rộn ràng như thế nào ha. Các bạn thấy là phía trước thì các cái cơ sở nhà vườn cũng đem ra để trưng bày nữa ha. Đó, các loại cây cảnh sẽ có rất là nhiều kỳ hoa dị thảo sẽ được tập trung về đây nha các bạn. Ngoài 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long thì còn có các cái tỉnh của miền Đông Nam Bộ nữa, chúng ta thấy có Vĩnh Long, Tiền Giang rồi kia ha. Đây có thể bạn ở trên rồi đó. Này có những cây này đẹp ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ dẫn các bạn đến tham quan một vòng ở cái khu vực quảng trường nha. Quảng trường lúc sáng thì mình có quay ban ngày, và bây giờ chúng ta sẽ đến quảng trường vào ban đêm xem coi cái ánh sáng đồ đó như thế nào ha. Rồi các bạn nhớ xem đến cuối video nha. Những hình ảnh quảng trường Sa Đéc vào ban đêm rất là đẹp. Hoa thì được vận chuyển về đây rất là nhiều ha. Đấy, các anh đang lắp cái đồng hồ hoa để mà dựng lên rồi sẽ đưa hoa kiển vào. Những âm thanh các bạn đang nghe đó là âm thanh của sân khấu đó các bạn, người ta đang test thử sân khấu đấy. Đây, hoa được tập trung về đây rất là nhiều nè các bạn thấy nha. Nè, đây bắt đầu hoa đã đưa vào các cái khung được dựng sẵn rồi nè các bạn. Hàng trăm ngàn giỏ hoa đã được tập kết về đây rồi ha. Đây các bạn thấy sân khấu không? Sân khấu này sẽ là nơi diễn ra cái lễ khai mạc cũng như là các cái hoạt động khác ở trong diễn ra trong suốt festival ha. Và festival thì có rất là nhiều cái hoạt động diễn ra liên tục trong 7 đêm luôn đó các bạn, từ ngày 30 tháng 12 đến ngày 5 tháng 1 thì đêm nào cũng có chương trình diễn ra tại cái sân khấu lớn này ha. Đấy, cái đơn vị tổ chức thì đang test thử âm thanh cũng như ánh sáng nha. Và các bạn thấy sân khấu rất là khủng nha, sân khấu cực kỳ lớn luôn á, lớn nhất là trước giờ ở Sa Đéc luôn nha các bạn. Còn bên đây các bạn thấy nè, các cái cụm tiểu cảnh nè cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện nha, đang lên đèn nè. Đây, cái này đa số là lên đèn rất là đẹp nha các bạn. Các bạn thấy không, những cái tiểu cảnh này thì sẽ có hoa ở khu vực thì sẽ có hoa vào đây nữa nè các bạn. Cái khung trống này sẽ có rất là nhiều hoa được đưa vào trong đây nè. Sau khi các cái phần khung này được lắp đặt xong thì hoa sẽ được đưa vào ha. Đấy các bạn thấy không, buổi tối rất là đẹp, cái hệ thống đèn
lên rất là lung linh nha. Đây, Festival Hoa Sa Đéc 2023. Đây, bạn thấy có những chiếc xuồng đã bắt đầu xuất hiện rồi ha. Đây, những chiếc xuồng này sẽ là những chiếc xuồng chở hoa đó các bạn. Hoa sẽ được đưa vào đây trong các cái xuồng đó đó. Buổi tối ở công viên Sa Đéc, ngay cái khu vực quảng trường thì thời điểm này các bạn bắt đầu ánh sáng lung linh rồi, có rất là nhiều tiểu cảnh ha, khá là đẹp nha các bạn. Còn một dải ở bên kia nữa kìa. Đây là chỉ là một góc ở bên đây thôi, còn một góc ở mé bên tượng Bác nữa, cũng rất là đẹp nha các bạn. Góc bên kia thì được trưng rất là nhiều hoa tươi rồi ha. Quảng trường này thì rộng khoảng 7 hectare nha các bạn. Tôi giờ có phía trước này nè, cho nên là rất là rộng nha. Các bạn đi hết quảng trường này là cũng mỏi chân đấy. Mình sẽ qua đây cho các bạn xem. Hồi chiều thì hoa kiển cũng đã tập kết về đây rất là nhiều rồi, để xem coi cái việc hoa kiển thì được bố trí và sắp xếp như thế nào nha. Đây, góc bên đây cho các bạn xem cái sân khấu nè, rất là hoành tráng nha. Đây, sân khấu này đèn lên nè, sân khấu rất là khủng nha, rất là lớn luôn. Ở đây còn rất là nhiều cái tiểu cảnh cũng đang nha, chuẩn bị ra thôi, chuẩn bị đã bố trí rồi này. Bên phía ở trước tượng Bác thì hoa cũng đã được lắp vào rồi ha. Đây, hoa đang tập kết về đây nè các bạn. Đây, hoa thì đã được tập kết vào đây và đã gắn lắp vào các cái đài cảnh này rồi, được bố trí trước rồi nha. Giờ ở đây thì đèn chưa có bắt lên cho chúng ta thấy là nó chưa sáng nha. Sáng là rất là đẹp nha, bạn thấy nha. Đây, những cái thảm hoa luôn đấy. Hoa được hoa tươi trưng vào đây rất là nhiều ha. Mình thấy ha, đây là những cái thảm hoa rất là đẹp nha. Sau đấy thì bây giờ sẽ ngày mai, ngày mốt mình sẽ quay thêm những cái hình ảnh ban ngày mà lúc những cái thảm hoa này đã hoàn tất cho các bạn xem ha. Chúng ta sẽ thấy nó đẹp như thế nào. Đấy, hoa kiển thì đang được chở tấp nập ở đây ha. Ngoài hoa kiển ở Sa Đéc ra thì trong cái khuôn khổ của festival này thì còn có một số gian hàng trưng bày các loại hoa của Thái Lan, của Hà Lan nữa nha các bạn. Nó rất là phong phú và đa dạng nha. Cho nên là các bạn nè, đến thành phố Sa Đéc dịp festival này thì các bạn sẽ có được những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời ha, và những bức ảnh tuyệt đẹp. Sân khấu rất là hoành tráng. Rồi, cơ bản thì mình cũng quay một số hình ảnh ban đêm ở cái khu vực quảng trường cho các bạn xem này ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Các bạn nhớ nhấn like, nhớ đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông thông báo nha. Để nhận những cái thông tin mới nhất về festival và xem những video mới nhất mà mình đăng tải nha. Nếu các bạn muốn xem hoặc là muốn tìm hiểu những thông tin nào về Sa Đéc thì các bạn có thể để lại bình luận ở phía bên dưới nha. Nếu trong cái sự hiểu biết của mình thì mình sẽ trả lời và làm những video để hướng dẫn đến các bạn nha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.
Các bạn nhớ nhấn like và nhấn đăng ký kênh để xem những video mới nhất của chúng tôi nhé.